46 giải thích phẩm thừa, thừa thứ 16, kinh Đại Bát Nhã ghi, phần 2 phẩm thừa, đại thừa thứ 14. Kinh: Bấy giờ Tuệ Mạng Xá Lợi Phất hỏi Phú Lâu Na, sao gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát cưỡi xe lớn đại thừa? Phú Lâu Na đáp Xá Lợi Phất rằng: Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật, cưỡi thí Ba La Mật cũng chẳng có được thí Ba La Mật, cũng chẳng có được Bồ Tát, cũng chẳng có được người thọ nhận, vì dùng vô sở đắc làm phương tiện, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát cưỡi thí Ba La Mật. Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật, cưỡi giới Ba La Mật, nhẫn nhục Ba La Mật, tinh tấn Ba La Mật, thiền Ba La Mật, cưỡi Bát Nhã Ba La Mật, cũng chẳng có được Bát Nhã Ba La Mật, cũng chẳng có được Bồ Tát, vì dùng vô sở đắc, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát cưỡi Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy Xá Lợi Phất, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát cưỡi xe lớn. Lại nữa, Bồ Tát Ma Ha Tát cưỡi xe lớn là nhất tâm tương ưng trí nhất thiết chủng, tu bốn niệm xứ, vì pháp hoại, pháp bất khả đắc, cho đến nhất tâm tương ưng với trí nhất thiết chủng, tu 18 pháp không chung, vì pháp hoại ấy cũng không thể có được. Như vậy Xá Lợi Phất, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát cưỡi xe lớn. Lại nữa Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát nghĩ rằng Bồ Tát chỉ có danh tự, vì chúng sinh không thể có được, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát cưỡi xe lớn. Lại nữa Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát nghĩ rằng sắc chỉ có danh tự, vì sắc không thể có được. Thọ tưởng hành thức chỉ có danh tự, vì thức không thể có được. Mắt chỉ có danh tự, vì mắt không thể có được. Cho đến ý cũng như vậy. Bốn niệm xứ chỉ có danh tự, vì bốn niệm xứ không thể có được. Cho đến tám thánh đạo phần chỉ có danh tự, vì tám thánh đạo phần không thể có được. Nội không chỉ có danh tự, vì nội không không thể có được. Cho đến vô pháp hữu pháp không chỉ có danh tự, vì vô pháp hữu pháp không không thể có được. Cho đến 18 pháp không chung chỉ có danh tự, vì 18 pháp không chung không thể có được. Các pháp như như chỉ có danh tự, vì như như không thể có được. Pháp tướng, pháp tánh, pháp trụ, pháp vị, thật tế chỉ có danh tự, vì thật tế không thể có được. Vô thượng, chánh đẳng, chánh giác và Phật chỉ có danh tự, vì Phật không thể có được. Xá Lợi Phất, như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát cưỡi xe lớn. Lại nữa Xá Lợi Phất, nếu Bồ Tát Ma Ha Tát từ khi mới phát tâm đến nay, đầy đủ Bồ Tát thần thông, thành tựu chúng sinh từ một nước Phật đến một nước Phật, cung kính, cúng dường, tôn trọng, tán thán các đức Phật, theo các đức Phật nghe lãnh thọ giáo pháp, gọi là Bồ Tát cưỡi xe lớn. Bồ Tát cưỡi xe lớn từ một nước Phật đến một nước Phật thanh tịnh Phật độ, thành tựu chúng sinh, ban đầu không có tưởng Phật độ, cũng không có tưởng chúng sinh, người này trụ trong pháp bất nhị, vì chúng sinh thọ thân, tùy chỗ ứng hợp của chúng sinh mà tự biến hiện thân để giáo hóa họ, cho đến khi được trí nhất thiết, không bao giờ lìa xe Bồ Tát, Bồ Tát thừa. Bồ Tát ấy được trí nhất thiết trùng rồi, chuyển pháp luân mà hàng thanh văn bước trên Phật, trời rồng, quỷ thần, Atula, nhân dân, thế gian không thể chuyển được. Bấy giờ chư Phật như số các sông Hằng ở mười phương đều hoan hỷ, xưng danh tán thán rằng, phương ấy, nước ấy, Bồ Tát Ma Ha Tát ấy, cưỡi xe lớn được trí nhất thiết chủng, chuyển pháp luân. Xá Lợi Phất ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát cưỡi xe lớn. Luận: Phú Lâu Na lấy ba việc thuyết minh nghĩa Ma Ha Tát. Trên kia đã nói hai việc, này hỏi việc thứ ba là việc cưỡi xe lớn, thừa, đại thừa. Phú Lâu Na đáp, có người nói Bồ Tát chỉ bố thí tài vật trong ngoài mà không phá được tướng ta tôi, ấy gọi là đại trang nghiêm. Nếu phá được tướng ta tôi, nhập vào chúng sinh không, chưa nhập vào pháp không, ấy gọi là đại trang nghiêm. Nhân chúng sinh không mà vào pháp không, tu hành thí ba la mật, không thấy ba việc là người cho, người nhận và tài vật, được như vậy gọi là cưỡi xe lớn. Các ba la mật khác cũng như vậy. Bồ Tát ấy dùng tâm không tạp loạn, lìa các phiền não và tâm nhị thừa, vì trí nhất thiết chủng mà tu bốn niệm xứ, tu cũng không thể có được, vì rốt ráo thanh tịnh, ấy gọi là cưỡi xe lớn. Cho đến 18 pháp không chung cũng như vậy. Lại nữa, nếu Bồ Tát biết hết thảy pháp chỉ là giả danh tự, hết thảy thế gian hoặc xuất thế gian đều là giả danh, ấy gọi là cưỡi xe lớn. Lại nữa, Bồ Tát phát tâm đại trang nghiêm, đầy đủ thần thông của Bồ Tát, vì đầy đủ thần thông của Bồ Tát nên thành tựu chúng sinh từ một nước Phật đến một nước Phật.
các nước trải qua mưa hoa sen bảy báu cúng dường chư Phật, đưa chúng sinh ra khỏi ba đường ác, biến ra vô số thân, mỗi mỗi đến trước chư Phật nghe lãnh pháp hóa đại thừa. Từ trước chư Phật thú hướng tướng đại thừa, cưỡi xe lớn ấy từ một nước Phật đến một nước Phật, thành tựu chúng sinh thanh tịnh Phật độ, không sinh tướng chúng sinh, không sinh tướng Phật độ, trú trong địa vị bất nhị nhập. Tùy các chúng sinh đáng được độ thì hóa độ họ, vì chúng sinh nên thọ thân thường cưỡi xe lớn chưa bao giờ ngừng nghỉ. Ấy là Bồ Tát cưỡi xe lớn được thành Phật, chuyển pháp luân mà hàng thanh văn bức chi Phật không thể chuyển được, huống gì các kẻ phàm phu nhỏ nhoi. Chư Phật như số các sông Hằng ở mười phương tán thán Bồ Tát ấy rằng: phương ấy, nước ấy, Bồ Tát ấy cưỡi xe lớn thành tựu chúng sinh, chuyển pháp luân, tướng trạng như vậy gọi là cưỡi xe lớn. Lại nữa, xe lớn gọi là sáu ba la mật rốt ráo thanh tịnh. Bồ Tát Maha Tát khi cưỡi xe lớn lấy năm thần thông để tự trang nghiêm, Bồ Tát trú trong xe ấy trong một lúc biến ra vô số thân, đi đến mười phương thế giới cúng dường các đức Phật độ tha chúng sinh. Ấy là Bồ Tát thường không lìa chư Phật cho đến được thành Phật đạo, thường cưỡi xe lớn này.